Mongoland. Đang sửa đường, đường rất là xấu nha bà con. Chó xét nữa hả? Tất cả các bãi giữ xe rất là đông. Okay. Du lịch tháng 6 người ở Đà Lạt còn gì đó trần. Đây là khu vực Bobby Farm. Nãy giờ kẹt xe đứng đây cũng cả nửa tiếng rồi. Quá đông. Đậu xe tràn ra ngoài đường kẹt nữa. Ừ, mà tao thấy cái màu này chắc vô Mongoland. Vô Mongoland chắc cũng đông nghẹt luôn quá. Không có đường đâu. Tập trung tổng ăn chó có cái farm nhiều quá mà sao còn xe đâu nữa vậy trời. Trời ơi, đông. Trời ơi, khu nó đông. Trượt này trước nè, trượt không? Vô trượt đi. Con mít chưa? Đó, trượt cỏ nè, mấy đứa trượt đi. Đi vệ sinh. Hàng chơi hả? Là xếp hàng chơi trò cầu trượt. Gu trượt không được thì bên ga đi nhé Gu. Tới rồi, ga sắp tới rồi. Mẹ hết vô. Con.
muốn vừa đến đây chơi. Nè, vô nhà thở nè. Thở nè luôn con. Trời. Ý, như cục bông gòn vậy đó. Mẹ con thở. Đi vô coi thở nè con. Nè, nè gan hồi lạc giờ nha. Đi vô không? Rồi bước vô đi. Hai bà kia đâu? Đi chụp hình ngoài kia rồi. Sao đi đau tẩu rồi. Kè thở trong hang rồi, nằm hang kìa. Thích mấy con thở trắng. Ý cướp cướp cướp. Thì nó ăn nó phải ị chứ. Ủa mẹ có ngồi cạnh. Sao? Nó trắng. Rồi rồi. Thở đi con. Nhìn cái người bên này chán đời quá. À, xuống đi con ơi. Dịch đi ăn cỏ ra. Nó làm cái sỏi này cũng dễ đi ha, sạch ha. Con dịch cho mày. Gương này ảo rồi, dài quá nè. Vô cực hay gì hả? Vô cực là chịch chạy. Trời ơi, dưới kia đông nghẹt nữa rồi kìa. Ủa sao không kêu chị Linh vô đây ngồi cho mát nè anh hai? Đi nổi sao vậy? Đi hả? Cái hang này nó bị tư kỷ á.
lên đó chụp đẹp mà. Để nó đi, để cho nó tự do, nó muốn làm gì nó làm cậu. Xuống đây nè, cái đi cù kìa, tới Mông Cổ rồi nè. Lạc đà ở đâu? Mình nữa đó hả? Chút xíu nữa rồi lên coi. Có. Mình đi vòng vòng rồi mình mới qua cái phao chứ. Trời nó hôi. Sao nó nằm im nhắm mắt hay vậy trời? Nó mệt rồi hả? Ở đây. Đi lên cái đường vô nó phá mình nó có kịp. Đi đi. Qua chụp hình không? Ngồi xuống. Ngồi xuống đi con, nè. Nhìn nó dễ thương vậy thôi chứ thật ra là nó có mùi nha cả nhà. Nó có cái mùi rất là khai á, thành ra là mấy bé nhà mình nó đứng tí xíu là phải đi ra chỗ khác luôn. Tại vì nó ăn rồi nó nằm ở đây một chỗ đó. Thành ra là đi đâu vậy, quá nó con cũng có mùi. Kìa, qua cái khu Mông Cổ kìa, chụp đi rồi con. Bây giờ nhà mình đang xếp hàng để chơi trượt phao khô nha cả nhà. Rất là đông luôn. Nhà mình sao đi đủ một lần? Đi ra. Có xe trả lời gì vậy? Báo hộ. Gì bướm vậy? Người sắp hàng chưa? Có mấy cái nhà nằm treo leo kìa. Cấp kính vô. Kính cái gì nữa? Kính gì nữa? Tao không thấy gì luôn á. Đúng rồi ba. Nói thôi. Có bên nào nó phụ không? Rồi lên. Thổi vậy được không? Vòng lên trên nghe lại. Mọi người đi theo luôn ạ. Đi vòng lên trên ạ. Rồi bình tĩnh. Sau khi trượt xuống sông thì chân mình đứng không vững luôn. Đi một lần là tẩn tới già luôn nha. Nhìn cái giống nó thấp thấp vậy thôi chứ hả? Đi xuống một cái là không biết trời đất gì luôn. Đi xuống nhức đầu luôn á. Để nó quay lại lại đi, chơi lại hả? Xuống chân khất cái hai đầu tiên lại nó lật cái lại nữa. Phải đâu cái dốc đầu nó đứng á. Nó ghê ha. Cái dốc thứ hai nè. Trời nhức đầu quá. Nào giờ thấy mẹ nó đánh gì đâu. Đầu quá. Giờ sao giờ mình. Ủa cái mạnh ghê. Đúng rồi, chậm chậm mà đi nó sao đi dốc quá. Đi xe sao đi. Đây mình lên cũng được nè. Cơn mệt quá. Xe này đang đi mà. Đó, xe này đang sạc pin. Chiếc mướp ơi. Gì? Đi vô chuột. Đi. Bắt đi. Ơi, chụp lên. Thấy đồ ra chụp hình mới đẹp. Không nắm tay thú, không bóp bụng. Không bắt, không nắm chân. Nè bỏ bên này nè con. Cháu ngủ rồi. Xin ba đàn thì nó cho.
Con cầm đi. Xe nè. Ăn ở đây tại chỗ luôn. Đào hang làm gì nè? Nè con này cái gì bự vậy? Cây 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 mấy con này miếng gì nè? Con này cũng được. Con bỏ uống mà. Rút ra, rút ra, rút ra. Ăn đi, ăn đi, ăn đi. Dơ đầu á thôi. Đi, 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 đi. Ăn đi, đi, đi. Dạ, dạ. Không mà. Go, go, go. Go, 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 go. Nó ngủ rồi. Nè ta. Nó muốn đang gì luôn. Ê chứ cứ, chứ cứ, chứ cứ. Ăn đi. Nó đưa cái miệng ra nha. Được rồi, bình tĩnh ra luôn. Con đút từ từ thôi, từ từ nha. Ngủ rồi. Hai bên mình rồi con kia con mắt nó đỏ lè ra ta kìa. Đó, nó bị hư hết con mắt hay sao? Không lấy nữa đâu. Chỉ lấy còn hai lần thôi. Đúng rồi. Này ham to hả? Ham to ở trong kia kìa. Trong chuồng nhỏ kìa. Nè nằm trong nhà nè. Rồi ống nè. Mẹ mày mày xin đi. Ê đi mút xin. Mẹ mua quay cái đám thì. Cho con đi rồi. Con á hả hay gì ạ? Con nó chạy vô. Chó. Đi vô ơi, đi vô ơi. Cày, ốp nam cày. Con chưa chơi hết nè. Không có gì con. Nói vậy chứ nó cào nó ấy ghê. Ghê đi lạc ngoài đường nè. Đó. Trước mặt nè. Đáng cỏ. Má con ơi. Dê ăn. Dê. Dê. Kiên trai ngay, kiên trai ngay. Dê mini. Dê con á, dê lùng á. Dê mini. 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 D
nghe anh ăn cỏ hả? Đi. Tôi sợ gì đó. Con này cũng đâu có lùn lắm đâu. Đi. Con Nguyễn kêu là còn có 3 giây hàng à, chơi nữa đi. 34 kìa. Đánh 34 kìa. Đi vô chụp hình ra. Con biết giờ hả? Đi vô đây chơi không? Anh ở giờ anh hồi quá. Cái đào khác nó ngầm luôn rồi. Lạc đà ngoài đời nè các bạn ơi. Lạc đà là nó phun nước miếng phải không? Kìa kìa kìa, nó chu mở ra chừng nó phun nước miếng à. Người ta cột rồi, vô đó đi. Đủ phun nước miếng nha con. Vô. Đó, kìa. Đu chờ bông đứng vô đi móc chụp cho con. Con cái nó đi. Ném chụp hình không? Rồi hai chị kia vô xương rồng chụp nữa rồi. Dây lùng, dây lùng. Trời, hai sừng nó nhọn lắm á nha. Nó hút một cái là đã lắm á. Đây. Nè. Mẹ nó ở đây nè. Mẹ thấy rồi. Nhìn nó ghê ha. Kìa nó quay lại kìa. Đi qua coi chó đi. Rồi bên này là khu vực cuốn. Sao không vô trong đây? Vô trong đó đi. Mặc bộ gì vậy? Mặc bộ gì vậy? Vô đi, có gì đâu, không được vô. Đây làm biến vô thôi. Vô chơi nó đi. Búp ơi, búp à. Búp nè. Búp nè. Con ghi. Nhóm hả? Dạ. Chuẩn bị tới vàng hay gì vậy? Trời, theo chủ kìa. Má kêu nó chạy với nhau. Má thôi cho ăn gì. Con này giống gì dễ thương vậy? Mini. Ừ. Chụp đi ngay coi. Trắng như bông. Chụp đi ngay coi. Rồi chụp đi. Hơi đông lắm. Mít cây đâu? Rồi không thấy con nào lại hết trơn. Ờ đây đó con này đó. Không.
không có con nào lại, thành ra không có con nào mất cây đó. Ở đây đựng chó. Rồi kìa con thấy lá cây kìa. Quá trời một bầy đứng ăn luôn kìa. Ủa bên ga đâu rồi? Nè, chụp hình con này nè con. Rồi dễ thương quá, cái miệng nhai kìa. Rồi nó kêu gì kìa. À, hai con vẹt kia nó kêu kìa. Kìa, sóc nè. Vẹt kìa. Tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong những video clip tiếp theo của mình.